bảy khách sạn Việt Nam vào top sang trọng nhất thế giới năm 2022. Amena Resort Nha Trang, trong 7 khách sạn Việt Nam được vinh danh ở hạng mục nhất thế giới 2022, Amena Resort Nha Trang, Khánh Hòa giành chiến thắng ở giải khu nghỉ dưỡng bên biển sang trọng nhất thế giới. Resort cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 8 km, cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 50 km. Thành lập từ năm 2013, Amena Resort Nha Trang là khu nghỉ dưỡng 5 sao có kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Resort nằm trên một vịnh biển hoang sơ, yên tĩnh, là sự kết hợp giữa thiên nhiên xanh mát cùng với những tiện nghi hiện đại mang tầm quốc tế. Giá phòng tại Amena Resort Nha Trang từ 4,2 triệu đồng một đêm. Hotel de La Cooper. Hotel de La Cooper nằm ở số 1 phố Hoàng Liên, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, được vinh danh là khách sạn chuyên tổ chức hội nghị, tiệc cưới sang trọng nhất. Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Bin Bensley, Hotel de La Cooper để lại nhiều dấu ấn trong lòng những người yêu thích du lịch trong và ngoài nước với thiết kế độc đáo, là sự pha trộn giữa sắc màu rực rỡ của các dân tộc thiểu số và sự sang trọng của thời trang Pháp cao cấp. Khách sạn với 249 phòng chia thành 6 hạng phòng khác nhau, đem tới những trải nghiệm phong phú về kiến trúc cũng như đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên núi đồi Sapa. Giá phòng một đêm tại đây dao động từ 3 triệu đồng. Intercontinental Hà Nội Landmark 72. Tọa lạc trên những tầng cao nhất của tòa tháp Hà Nội Landmark 72, khách sạn Intercontinental Hà Nội Landmark 72 sở hữu không gian đẳng cấp và được vinh danh là khách sạn dành cho doanh nhân chuyên phục vụ người đi công tác lưu trú sang trọng nhất. Khách sạn Intercontinental Hà Nội Landmark 72 chứa 358 phòng nghỉ cao cấp, 5 nhà hàng và quán bar với ẩm thực tinh tế. Khách sạn sở hữu tầm nhìn toàn cảnh thành phố, cùng cơ sở vật chất tổ chức sự kiện, hội nghị rộng bậc nhất Hà Nội và Club Intercontinental lao lớn nhất Đông Nam Á. Giá phòng một đêm ở đây khoảng từ 3,9 triệu đồng. New World Phú Quốc Resort. New World Phú Quốc Resort nằm ở Bãi Khem, tỉnh Kiên Giang, chiến thắng năm 2022 ở hạng mục khu nghỉ dưỡng bên biển sang trọng nhất dành cho gia đình. New World Phú Quốc Resort được mệnh danh như thiên đường nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc nhờ vào vị trí tọa lạc đắc địa với một bên là biển cùng bãi cát trắng mịn, một bên là các tòa nhà, biệt thự được bao phủ bởi không gian xanh cùng hệ thống cây cối, chảng cỏ dày đặc. Trên tổng diện tích 59,6 hectare, New World Phú Quốc Resort có mật độ xây dựng chỉ từ 17 đến 21%, đạt tỷ lệ vàng trong quy hoạch cảnh quan kiến trúc nghỉ dưỡng quốc tế. Đặc biệt, 100% biệt thự New World Phú Quốc Resort đều sở hữu hồ bơi riêng với tầm nhìn ra biển. Giá phòng tại đây khoảng từ 4,9 triệu đồng một đêm. Premier Villager Đà Nẵng Resort nằm ngay gần trung tâm thành phố Đà Nẵng và cách sân bay 10 phút di chuyển. Khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm dọc bãi biển Mỹ An. Premier Villager Đà Nẵng Resort đạt danh hiệu khách sạn sang trọng, thân thiện với môi trường nhất. Premier Villager Đà Nẵng Resort được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2014 với tổng diện tích lên đến 15 hectare, có thiết kế hồ bơi vô cực ngoài trời và bãi biển riêng. Khu nghỉ dưỡng này là tổ hợp các ngôi biệt thự hiện đại, tiện nghi cùng hệ thống nhà hàng và bar xen lẫn với những khu vườn nhiệt đới xanh tươi. Giá phòng một đêm ở đây khoảng 7,8 triệu đồng. Sheraton Grand Đà Nẵng Resort. Sheraton Grand Đà Nẵng Resort được vinh danh tại hạng mục khu nghỉ dưỡng bên biển sang trọng nhất thế giới. Tọa lạc tại khu vực bãi biển non nước, trên đường Trường Sa thuộc quận Ngũ Hành Sơn, khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng Resort cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 12 km và cách phố cổ Hội An khoảng 15 km. Sheraton Grand Đà Nẵng Resort được đưa vào hoạt động vào năm 2018 do tập đoàn Marriott International quản lý. Đây là khu nghỉ dưỡng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á đạt chuẩn thương hiệu Sheraton Grand cùng với 37 khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng khác trên toàn thế giới. Resort đang cung cấp giá phòng từ 4 triệu đồng một đêm. Viet Hotel Vũng Tàu. Viet Hotel Vũng Tàu nằm ở 179 Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, là khách sạn sang trọng có view tầng thượng đẹp nhất thế giới. Tọa lạc tại trung tâm của thành phố du lịch nổi tiếng, khách sạn Viet Hotel Vũng Tàu hội tụ đủ sự sang trọng và hiện đại, ấm cúng và tinh tế với điểm nhấn là tầng Presidential Suite rộng hơn 1.000m2 tọa lạc tại tầng 16. Sở hữu thiết kế hiện đại, tinh tế theo phong cách nội thất Art Deco và có sảnh lobby riêng, trong đó nổi bật với phòng Presidential Suite với diện tích 333m2 cùng hệ thống các phòng suite đẳng cấp khác. Tầng Presidential Suite là lựa chọn hoàn hảo dành cho du khách. Giá phòng một đêm tại đây dao động từ hơn 2 triệu đồng.